nắng nóng, nhiều hồ thủy điện dưới mực nước chết. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVN, hiện nay, nhiều hồ thủy điện của các đơn vị thuộc EVN trên khắp toàn quốc có mực nước thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trên địa bàn Quảng Nam, cụ thể hồ thủy điện sông Bung 2 thấp hơn 2,94 m, hồ sông Chanh 2 thấp hơn 9,32 m. Bên cạnh đó, các hồ thủy điện của các đơn vị ngoài EVN cũng trong tình trạng tương tự. Trên địa bàn Quảng Nam có hồ sông Chanh 3 thấp hơn 103,57 m, hồ Đắc Mi 3 thấp hơn 3 m, hồ Đắc Mi 4A thấp hơn 2 m. Mặc dù theo quy luật hàng năm, thời điểm này là giữa mùa lũ chính vụ nhưng đến thời điểm hiện tại nhiều hồ đã về gần đến mực nước chết, khả năng khai thác cả về phát điện và xả nước phục vụ dân sinh đều rất hạn chế. Trên địa bàn Quảng Nam có các hồ sông Bung 2, sông Bung 4 và sông Chanh 2. Trong tình trạng hạn hán, hết sức khó khăn về nguồn nước, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ, trong đó nêu rõ thời tiết diễn biến bất thường, tình trạng nắng nóng diện rộng xảy ra liên tiếp, kéo dài trong nhiều ngày, nhất là ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Thủ tướng yêu cầu cấp bách nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị và người dân để thay đổi nhận thức, chủ động sử dụng tiết kiệm điện, nước, ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể thường xuyên xảy ra. Đặc biệt, các đợt nắng nóng gay gắt xảy ra từ ngày 9/12/6 và từ ngày 20/23/6 năm 2019 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, một số nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nhiệt độ đo được cao nhất trong lịch sử. Tổng lượng mưa từ đầu vụ hè thu đến nay thiếu hụt so với trung bình nhiều năm khá lớn, dung tích trữ ở nhiều hồ chứa thủy lợi, thủy điện chỉ còn khoảng 20-60% dung tích thiết kế, thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nhiều hồ chứa nhỏ đã cạn nước. Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thời gian tới, nắng nóng có thể còn tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ, vùng núi phía Tây Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt, lượng dòng chảy trên các sông tiếp tục suy giảm và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, nhất là tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước diện rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Si Bính, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.